Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào tất cả các bạn. Thật là vui khi được có cơ hội ngồi lại đây và cùng trò chuyện với các bạn về những cái chủ đề thú vị liên quan tới thị trường crypto và thị trường DeFi trong tập DeFi Discussion tuần này. Thì trong tuần vừa qua cũng có thể nói là một tuần gọi là tương đối ảm đạm đối với lại thị trường crypto, khi mà cái biến động về giá Bitcoin cũng không có quá nhiều gọi là tích cực cho lắm. Cùng với đó thì những cái dự án và cũng không có đưa ra nhiều những cái cập nhật cũng như là những cái bản update gì gọi là quá nổi bật. Thì chính vì vậy thì có lẽ là ngày hôm nay chúng ta lại sẽ lại ngồi ở đây và trò chuyện lại về một cái câu chuyện mà có lẽ là khá là lâu rồi mà chúng ta chưa nói lại, đó là câu chuyện liên quan tới restaking. Lần cuối cùng mà mình nhớ là mình có thảo luận về cái vấn đề này thì cách đây là cũng khoảng 1-2 tháng, khi mà cái thời điểm mà Agent Layer công bố cái chương trình Airdrop của họ cho người dùng. Thì mình nghĩ là đây là thời điểm thích hợp để chúng ta nhìn lại cái việc mà thị trường đang chuyển biến, đang phát triển, đang có những cái bản update gì gì thú vị, cùng với lại là khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là An Nguyên. Ok, hello, xin chào anh em. Thì tập tuần này sẽ vẫn là hai cái gương mặt quen thuộc đồng hành cùng với anh em trong DeFi Discussion. Tuy nhiên là bọn mình sẽ có một chút thay đổi một xíu về cái vai trò của cái người điều phối của cái tập podcast này. Thì hy vọng là cái sự thay đổi này nó mang lại một cái không khí nó tươi mới cho một cái từ khóa mà chắc hẳn là nhiều anh em trong cái giai đoạn đầu năm 2024 thì nghe rất là nhàm rồi, đó là cái restaking. Nhưng mà mình tin là trong cái tập tuần này thì chúng ta sẽ có những cái khai thác, những cái thay đổi nó mới mẻ hơn, những cái khía cạnh, những cái góc nhìn nó đa chiều hơn về cái từ khóa mà có thể nó sẽ hơi cũ như thế này. Yeah, ok. Thì không để các bạn phải đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì cái chủ đề mà mình muốn nói tới ở đây là câu chuyện liên quan tới restaking war giữa một vài những cái sản phẩm mới liên trong lĩnh vực restaking này. Theo anh Nguyên thì trong bối cảnh thị trường hiện tại á, và trong nửa cuối 2024 sắp tới, thì cái câu chuyện những cái lĩnh vực liên quan tới lĩnh vực restaking nó sẽ có những cái sự thay đổi đáng kể gì không? Ok. Thì trước khi chúng ta nói về restaking á, thì chắc là mình sẽ nói một xíu về cái câu chuyện staking trước đi ha. Thì ok, chúng ta thấy á, là cái tỷ trọng lượng ETH được stake vào trong mạng lưới thì so với cái giai đoạn đầu năm nó đã có một cái, thực ra cái tốc độ tăng nó không nhiều nhưng mà chúng ta thấy là nó tăng rất là ổn định. Đầu năm thì chúng ta thấy là tổng cái lượng ETH được staking vào thì nó dao động đâu đó trong khoảng là 25%. Thì đến cái giai đoạn là giữa năm 2024 thì chúng ta cũng thấy là cái lượng ETH đã được stake vào cái mạng lưới Bitcoin Chain, cái tỷ trọng đâu đó nó đã cán mốc là gần 27% rồi. Thực ra cái mức tăng thì mức tăng cái tỷ trọng phần trăm thì nó không nhiều, anh em thấy nó chỉ có 1-2% thôi, nhưng mà nếu như mà nhân với tổng lượng ETH và tổng cái giá trị tiền tính theo USD á, stake vào mạng lưới, thì chúng ta thấy là 2% này nó là một cái con số nó khá là lớn. Thì trước khi nói về restaking thì chúng ta nên làm rõ với nhau về một cái khía cạnh như vậy, bởi vì liquid staking nó là cái đâu đó nó là một cái đầu vào rất là quan trọng của cái mảng restaking. Thì khi chúng ta thấy là cái tỷ trọng này nó tăng lên như vậy thì có nghĩa là cái nguồn vào, cái đầu vào của cái câu chuyện restaking nó đang ngày một giãn nở. Thì cái đó là cái câu chuyện đầu tiên chúng ta thấy được cái sự thay đổi so với cái giai đoạn đầu năm 2024. Và có thể là trong cái giai đoạn nửa cuối 2024 thì chúng ta sẽ thấy là cái con số này nó còn tăng lên nhiều hơn nữa. Cái câu chuyện thứ hai mà chúng ta cũng thấy được ở cái restaking này, đó là chúng ta bắt đầu thấy được nhiều cái đơn vị hơn tham gia vào cái cuộc chơi này. Và không phải ngẫu nhiên mà người ta bắt đầu đẻ ra cái khái niệm là restaking wars, đúng không? Thì wars là có nghĩa là nhiều bên tham gia và cạnh tranh nhau. Thì nó mới xuất hiện cái khái niệm wars, cái khái niệm cuộc chiến như thế này. Thì nếu mà nói về restaking, đọc những cái tài liệu trong giai đoạn là 2023 thì đâu đó anh em chỉ thấy được một cái dự án duy nhất, đó là Eigen Layer thôi. Mà nếu mà muốn kiếm những cái bên khác cũng không có tài liệu để kiếm. Nhưng mà trong cái giai đoạn 2024 này, đặc biệt là cách đây khoảng 1-2 tháng, thì chúng ta biết là có một cái dự án đó là Symbiotic, thì họ cũng đã có những cái hoạt động gọi vốn và cũng bắt đầu phát triển những cái sản phẩm và cũng công bố những cái hợp tác và phát triển những cái giải pháp liquid restaking đè lên trên.
thì Symbiotic là một cái đối trọng mới có thể tham gia vào cái cuộc chiến này. Bên cạnh cái tên khá là quen thuộc là Eigenlayer mà chúng ta cũng đã biết rồi, tất nhiên là sẽ có một vài những cái tên khác, nhiều anh em sẽ không quan tâm đến Karak chẳng hạn, nhưng mà về cái cách tiếp cận hoặc là về cái quy mô, về sản phẩm, về cái sự tương đồng á, thì hiện tại thì chúng ta đang có hai cái tên cũng khá là nổi bật, đó là cái Eigenlayer và Symbiotic. Nói chung là về cái quy mô, về cái lượng TVL họ có thể thu hút được, thì đó là cái yếu tố thứ hai về cái câu chuyện là có những cái entity mới, những cái tỷ trọng mới tham gia vào cái cuộc chiến này. Và cái câu chuyện thứ ba mà chúng ta có thể thấy ở trong cái giai đoạn cuối 2024, đó là cái câu chuyện về payment, về phần thưởng cho những cái AVS. Thì nếu mà theo dõi những cái cập nhật của Eigenlayer thì anh em cũng thấy là họ cũng đã thử nghiệm những cái payment này ở trên cái mạng lưới testnet rồi. Và đâu đó thì trong tương lai, trong phạm vi của 2024 thôi, thì cái hoạt động chi trả về phần thưởng này thì nó sẽ xuất hiện ở trên mainnet, và lúc đó thì chúng ta sẽ thấy được một cái điểm mà chúng ta gọi là một cái điểm review, một cái điểm gọi là một cái điểm sự thật á, tức là chúng ta sẽ thấy được là liệu cái AVS này nó thực sự là cần thiết hay không, liệu nó có tạo ra một cái nguồn yield phù hợp hay không, liệu những cái setup về sản phẩm của họ có hợp lý hay không, có phát sinh cái vấn đề gì hay không. Thì đây sẽ là cái điểm mà chúng ta có thể coi nó là một cái điểm mà gọi là công bố một cái cột mốc mới cho cái mạng thị trường restaking này. Ba cái câu chuyện mà chúng ta thấy là có thể nó sẽ đóng một cái vai trò đó là then chốt trong cái giai đoạn cuối 2024, và nó thực sự là với bản thân những người theo dõi cái mạng thị trường này như tụi mình thì mình thấy là đây là một cái sự khác biệt rất là rõ rệt, rất là rõ rệt so với cái giai đoạn trước, khi mà chúng ta thấy là chỉ có một mình Eigenlayer, một mình những cái đơn vị nó tham gia vào cái mạng thị trường này thôi. Thì trong thời gian tới chúng ta sẽ thấy là cái mạng thị trường này nó sẽ sôi động hơn rất là nhiều. Cảm ơn anh Nguyên về những cái chia sẻ vừa rồi. Thì rõ ràng là có rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể mong chờ trong cái mạng mà restaking trong nửa cuối 2024 sắp tới, đúng không? Đúng là theo như anh Nguyên vừa chia sẻ thì có một vài cái dự án sau Eigenlayer về mạng restaking cũng xuất hiện, như là Symbiotic hoặc là Karak, đúng không? Thì Symbiotic là một trong những cái dự án mà thu hút, mà em thấy là thu hút được cũng khá là nhiều sự chú ý trong khoảng thời gian trở lại đây, bởi vì nó được lead bởi cái quỹ đầu tư khá là có tiếng trong thị trường crypto này là Paradigm. Và một vài những cái co-founder bên phía Lido Finance nữa. Vậy thì chúng ta đang thấy sự xuất hiện của một vài cái tên, một vài con ngựa đua mới xuất hiện vào cái cuộc đua này. Nhưng mà liệu thực sự thì cái việc mà có quá nhiều những cái dự án, không phải không thể gọi là quá nhiều, nhưng mà đang dần xuất hiện nhiều những cái dự án tham gia vào mạng có thể coi là mạng cơ sở hạ tầng restaking này, liệu thực sự là có cần thiết đối với lại thị trường crypto và cái không gian DeFi này của chúng ta hay không? Lợi ích và hạn chế của nó là gì? Thì không biết là theo quan điểm của anh Nguyên như thế nào về câu chuyện này? Trước tiên thì chúng ta nhìn vào cái câu chuyện về cái điểm tốt trước đi ha. Thì rõ ràng là khi mà có nhiều cái tên tham gia vào thì cái thị trường nó sẽ có một cái sự cạnh tranh, và nó thúc đẩy những cái bên này họ phát triển cái sản phẩm của họ một cách nó kỹ lưỡng và nó chăm chút hơn. Thay vì là hồi xưa là chúng ta nếu mà nói về một cái mạng thị trường mà nó bị độc quyền hóa thì có thể nó sẽ không tốt cho phía người dùng. Đặc biệt là với người dùng chúng ta thì rất là thích có những dự án mới để có thể bọc vặt, gọi là tìm kiếm những cái cơ hội, thì đây là những cái điểm tích cực mà chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà nếu như mà nói về cái mặt hạn chế thì có thể chúng ta cũng mường tượng đâu đó được khi mà chúng ta nhìn vào những cái mạng thị trường cũ. Hiện tại thì chúng ta đang thấy là khá là nhiều layer 1, layer 2, đúng không? Thì nó xuất hiện cái câu chuyện là phân mảnh thanh khoản. Thì với các cái giải pháp restaking này, đâu đó chúng ta có thể mường tượng được là nó sẽ có một cái sự phân mảnh, nhưng mà nó không phải là phân mảnh về thanh khoản, mà nó là phân mảnh về một cái khái niệm đặc trưng của cái restaking này, đó là cái câu chuyện về security value. Tức là thay vì bây giờ một lượng ETH nó dồn vào để nó đóng góp cho một cái mạng lưới cụ thể là Eigenlayer chẳng hạn, thì cái lượng giá trị đó nó sẽ được dồn vào để nó đóng góp cái khâu quản trị cho những cái AVS, những cái mạng lưới sử dụng cái dịch vụ đó, thì nó sẽ gọi là nó sẽ an toàn hơn khi mà một cái lượng giá trị an ninh nó tập trung vào một nơi. Còn bây giờ thì ví dụ như có nhiều cái dự án khác thì họ thu hút những cái lượng ETH khác
đóng góp vào cái khâu quản trị, cái khâu đảm bảo an ninh, thì chúng ta sẽ đâu đó sẽ mường tượng được là cái câu chuyện nó cũng sẽ hao hao với cái câu chuyện phân mảnh thanh khoản hiện tại ở trên các cái layer 1, đúng không? Chắc sẽ gọi là security fragment kiểu vậy, đúng không? Đúng rồi. Thì nếu như mà anh em theo dõi những cái câu chuyện về Solana Mallet và Ethereum Maxi, họ tranh cãi với nhau rất là nhiều về cái câu chuyện là security value của những cái đồng coin ở những layer 1 như thế này, thì tất nhiên là chúng ta không bàn sâu về những cái câu chuyện đó, nhưng mà đâu đó chúng ta sẽ thấy được là cái sự phân mảnh thì nó sẽ dần xuất hiện. Nó không chỉ đơn giản là cái câu chuyện về thanh khoản đâu, mà nó sẽ là những cái câu chuyện về security nữa. Thì nếu như mà có một cái dịp nào đó thì chúng ta sẽ bàn sâu về cái câu chuyện này hơn. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể tạm mường tượng là đâu đó nó sẽ xuất hiện những cái câu chuyện như vậy. Thì đó là những cái điểm hạn chế khi mà bắt đầu có nhiều những cái dự án tham gia vào mạng cái hạ tầng restaking này. Đó là về cái góc nhìn liên quan tới bảo mật rồi an ninh cho những cái dự án được xây dựng. Thì còn đối với về phía người dùng, thì theo anh thì đâu là những cái điểm mà chưa hợp lý ở thời điểm hiện tại mà người dùng DeFi có thể tận dụng khi mà tham gia gọi là vọc vạch cho những cái sản phẩm trong mảng restaking này, nhất là trong cái bối cảnh mà đang ngày càng không chỉ là những cái dự án liên quan tới restaking mà những cái dự án liên quan tới liquid restaking nó cũng đang mọc lên rất là nhiều như ở thời điểm hiện tại. Thực ra thì chia sẻ với anh em một xíu, đó là trong cái lúc mà mình với Tiến có thảo luận với nhau là soạn nội dung cho cái buổi trò chuyện hôm nay, thì cũng nghĩ ra một vài cái gọi là những cái gạch đầu dòng, và cũng tạm gọi nó là những cái điểm chưa hợp lý, tức là những cái điểm mà chúng ta có thể tận dụng vào với vai trò là những cái người dùng các cái sản phẩm này, để tận dụng và để gọi là đâu đó tối ưu cái câu chuyện vọc vạch của mình. Thì nhưng mà sau một hồi thì mình ngồi mình có suy nghĩ lại, thì là cái chưa hợp lý này, cái điểm chưa hợp lý này thì thực sự là cần phải nói rõ với nhau là đâu đó những cái cơ hội này nó vẫn sẽ tồn tại những cái rủi ro. Cho nên là những cái rủi ro thì khi mà nó được áp vào cái giá trị của những cái token này, thì đâu đó nó sẽ xuất hiện một vài cái hiện tượng. Anh em có thể hình dung nó là cái câu chuyện về debug chẳng hạn. Thì vì nó có những cái rủi ro nhất định nên là người dùng họ cũng rất là ngần ngại, thì nó phát sinh ra cái câu chuyện debug. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta thấy ở những cái dự án họ chưa hỗ trợ withdraw chẳng hạn, thì chúng ta thấy có vẻ là nó debug, nó là cơ hội, nó là một cái thứ gì đó nó không đúng với lại cái lẽ tự nhiên, nó là phải 1-1, nó phải nêu giá 1-1, thì chúng ta thấy nó chưa hợp lý rồi chúng ta tận dụng cái cơ hội đó thì nó cũng không hẳn. Thì cần phải nói rõ với nhau về cái câu chuyện là cái khái niệm chưa hợp lý này, thì nên hiểu là nó vẫn đâu đó tồn tại những cái rủi ro ở trong đó. Thì khi mà chúng ta đảo qua một vòng và nhìn lại những cái dự án liquid restaking á, thì chúng ta thấy là ở cái giai đoạn hiện tại họ đang phát triển rất là nhiều những cái phiên bản wrapped version, những cái phiên bản gọi là tạm đóng gói ở trên những cái layer 2, và thậm chí là những cái layer 2 mới nổi và cái token họ chưa có, và thậm chí là cái thanh khoản nó vẫn còn đang khá là mỏng. Thì đâu đó chúng ta có thể mình thấy là cũng khá là nhiều người họ tận dụng cái cơ hội này, vì họ nắm giữ cái wrapped version thì họ sẽ được cộng thêm điểm chẳng hạn, đúng không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà họ sử dụng những cái wrapped version này ở trên những cái layer 2 nó chưa có token, nó mới nổi, thì nó cũng thêm được một cái cơ hội về airdrop. Thì đó là một cái điểm mà mình tạm thấy nó là chưa hợp lý lắm ở cái giai đoạn hiện tại, bởi vì nó sẽ phát sinh ra những cái sự chồng chéo và những cái rủi ro. Có thể là anh em nào mà muốn tận dụng cái cơ hội này thì nên có những cái góc nhìn đa chiều hơn, và cũng có những cái cân nhắc về bản chất của những cái wrapped version này, để mình hiểu được là nó có rủi ro ở chỗ nào khi mà tham gia nắm giữ những cái token này ở trên những cái layer 2. Thì đó là một cái ví dụ. Hoặc là thậm chí chúng ta thấy là ở thời điểm hiện tại, đúng không, thì có một cái thứ mà chúng ta thấy cũng khá là lâu rồi, đó là cái lãi vay Ethereum ở trên những cái nền tảng lending. Thì mình chưa có một cái kết luận nào nha, nhưng mà cá nhân mình theo dõi cũng khoảng 1-2 tháng đổ lại đây, thì chúng ta thì cũng thấy là cái lãi vay Ethereum đâu đó chỉ khoảng 2.3-2.7% thôi một năm thôi. Trong khi đó chúng ta thấy là những cái liquid staking token, ví dụ như Lido chẳng hạn, chúng ta nắm giữ thì đâu đó nó khoảng 3.4-3.5%. Thì tất nhiên là chúng ta không có một cái kết luận rõ ràng về cái lý do và cái nguồn cơn của cái sự chênh lệch này. Nhưng mà nếu mà anh em có thể thấy là có một cái sự
chưa hợp lý, tạm gọi là một cái sự chưa hợp lý như vậy, thì có thể tận dụng và tối ưu những cái điểm chênh lệch này đâu đó để chúng ta có được cái sự gọi là hiệu quả hơn trong cái quá trình là bọc bạch những cái sản phẩm liên quan đến restaking và liquid restaking trong thời gian tới. Thì đó là một vài cái gạch đầu dòng, và lưu ý với anh em là nó chưa hợp lý nhưng mà thực ra nó lại rất là hợp lý, bởi vì đâu đó nó sẽ tồn tại những cái rủi ro khiến cho người dùng họ chần chừ những cái cơ hội đó. Yeah, thì rõ ràng những khái niệm chưa hợp lý này có thể là những cái cơ hội nhưng mà cũng là những cái rủi ro nhất định. Bởi vì là riêng nói về cái vấn đề liquid restaking thì em nghĩ là việc càng nhiều xuất hiện, càng nhiều liquid restaking có thể là một cái cơ hội đối với người dùng, khi mà nó sẽ đảm bảo cho người dùng có thêm một lớp yield nữa chẳng hạn trong quá trình vọc vạch, nhưng mà cũng là một cái rủi ro khi mà nó giống như một cái kiểu là mình đang cố gắng kiểu leverage cái số lượng capital của mình lên vậy. Chắc chắn là nó sẽ có những cái rủi ro nhất định về một số mặt. Đã qua một xíu về cái câu chuyện là liquid restaking, thì như anh Nguyên đã nói ở ban nãy, thì rõ ràng ở thời điểm hiện tại là cái số lượng mà ETH được stake vô nó không phải là tăng quá mạnh, nhưng nó vẫn đang tăng so với lại cái thời điểm đầu năm. Nhưng thực tế nếu mình nhìn vào bức tranh nó cụ thể hơn một xíu thì chúng ta có thể thấy là Lido Finance, một trong những cái giao thức lớn nhất thị trường DeFi thời điểm hiện tại, thì dường như là cái tỷ trọng của nó không phải là cái số lượng ít stake vào, nhưng mà ra cái tỷ trọng của nó so với toàn thể cái tỷ trọng của nó đang giảm trong khoảng vài tháng đổ lại đây. Trong khi đó thì những cái nền tảng liquid restaking như là Etherfi hoặc là Renzo thì nó đang cho thấy cái tốc độ tăng, cái tỷ trọng tăng trưởng vượt bậc. Thì không biết là theo như những cái thông số này thì anh Nguyên có những cái nhận định gì không? Thực ra là cái câu chuyện về tính tỷ trọng này á, thì nếu mà theo dõi một vài cái nội dung ở trên Twitter thì anh em cũng sẽ thấy một cái câu chuyện là đang có một cái hiện tượng gọi là Vampire Lido. Tức là đâu đó những cái đơn vị liquid restaking mới này họ sẽ thu hút cái đầu vào là cái STTH, và họ đâu đó họ sẽ có những cái sự chuyển đổi để đưa cái lượng TVL từ Lido nó về lại với cái giao thức mới của họ. Thì đây là một cái tất nhiên chúng ta chưa có một cái phân tích đó gọi là chi tiết về cái quy trình mà họ sẽ thực hiện cái việc vampire này. Thậm chí là những cái giao thức ví dụ như là buffer chẳng hạn, những cái giao thức liquid restaking mới thì họ cũng gọi là lên kế hoạch là như vậy thôi, chứ cũng chúng ta chưa thực sự là thấy được một cái cách thực hiện nó rõ ràng. Nhưng mà đâu đó chúng ta thấy được cái sự chuyển dịch như vậy về mặt con số. Tuy nhiên là cần nói với nhau một xíu về cái cách chúng ta nhìn nhận con số này. Thì hiện tại cá nhân mình nhận thấy đúng là có những cái sự chuyển dịch về tỷ trọng như vậy, nhưng mà cá nhân mình nhận định là cái cách để tính những con số này nó vẫn còn khá là nhập nhằng. Và thế nào là liquid staking, đúng không? Thế nào là liquid restaking, rồi cái định dạng cái token nó khi mà nó được bỏ vào một cái protocol thì nó sẽ được tính như thế nào, thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cần phải theo dõi trong thời gian tới rất là nhiều á. Tại vì chúng ta thấy là bây giờ sẽ có những cái sự nhập nhằng về định nghĩa về thị trường. Có thể một cái dự án liquid restaking nha, thì cũng có thể sẽ tham gia vào một cái mạng và vampire được một cái dự án staking như là Lido đó. Thì đó là một cái sự nhập nhằng về khái niệm rồi, và nhập nhằng về cái cách tiếp cận, về cái cách mà họ sẽ chuyển đổi cái định dạng token của STTH thành những cái định dạng khác, và từ đó nó sẽ dẫn đến những cái nhập nhằng về con số, về tỷ trọng. Thì đây có thể là một cái phần mà chúng ta sẽ, cá nhân mình thì mình chưa có một cái nhìn thấu đáo về cái sự nhập nhằng về cái tỷ lệ này, thì có thể sẽ hẹn lại anh em ở đâu đó một cái dịp nào đó để chúng ta có thêm nhiều thông tin hơn về cái câu chuyện này. Và đâu đó khi mà chúng ta thấy là Lido, đúng không, thì họ có những cái thông báo hợp tác với một cái bên mới là Symbiotic, và họ cũng lập ra một cái gọi là một cái Lido Alliance, tức là một cái liên minh về Lido, rất là nhiều bên hợp tác, rất là nhiều bên mới, những cái bên liquid restaking mới như là Melo này, hoặc là thậm chí họ thu hút những cái bên liquid restaking đã từng hợp tác với Aigen nữa. Thì đây là một cái động thái mà mình nghĩ là Lido họ cũng đang phần nào cảm nhận được cái nguy cơ từ những cái giao thức, cái mối đe dọa từ Asian Layer. Đúng rồi. Thì đây cũng là một cái điểm khá là hay mà chúng ta thấy là cái mạng restaking trong thời gian tới nó sẽ thực sự là một cái worst. Có thể ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn khá là sớm khi mà chúng ta nói về cái khái niệm đó. Nhưng mà trong tương lai thì khi mà chúng ta thấy là các cái bên họ đã có rục rịch, họ cũng đã có những cái kế hoạch, những cái
công bố hợp tác và những cái liên minh rồi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đâu đó không sớm thì muộn cũng sẽ thấy một cái khái niệm nó gọi là restaking worth thôi. Yeah, thì rõ ràng là câu chuyện liên quan tới restaking, rồi staking, rồi Lido, rồi Azure Layer, rồi Symbiotic thì chúng ta có thể chắc chắn là không phải có thể nào mà sẽ chắc chắn chúng ta sẽ còn nói lại khá là nhiều lần trong khoảng từ đây cho tới cuối năm và còn có thể là sang năm sau nữa. Yeah, nhân tiện đây thì anh vừa đề cập tới cái câu chuyện là restaking war giữa Lido Finance, Symbiotic và Azure Layer. Thì chúng ta đã từng nghe thấy cái cụm từ war ở một vài cái case study trước đây. Cụ thể là chúng ta có curve war, đúng không? Sau đó chúng ta di chuyển lên convex war, một cái có thể coi là một cái layer giống như một cái layer trên curve war chẳng hạn. Rồi chúng ta có stable coin war. Đó, chúng ta có đã có những cái cuộc chiến gọi là cạnh tranh thị phần đến từng tí một như vậy trong thị trường DeFi. Và những ai mà theo như mình nghĩ thì những ai mà đã có nắm hiểu được cái cuộc chiến này, hiểu được cái cách mà những cái dự án đang cố gắng để cạnh tranh thị phần này đều kiếm được một cái nguồn lợi rất lớn từ cái việc mà mua token hoặc là kiếm từ những cái nguồn yield cho những cái nền tảng này. Thì không biết thì theo ý kiến của anh Nguyên, điểm giống và khác nhau của những cái cuộc chiến mà anh Nguyên đang đề cập đến đây, cái cuộc chiến liên quan tới restaking war so với những cái cuộc chiến trước đây như thế nào? Chắc là nói trước về những cái điểm giống nhau đi. Thì bản chất cốt lõi của những cái mảng sản phẩm về DeFi thì tất nhiên nó phải là những cái nguồn lợi về tài chính. Thì cái điểm giống nhau của tất cả những cái words này thì nó là những cái nguồn yield, và cả curve war, đúng không? Curve war chúng ta nói từ cái giai đoạn mà sơ khai của DeFi, vì đây là một cái DEX mà nó tạo ra được những cái nguồn yield từ phí giao dịch, thì rất là nhiều bên họ tham gia và họ dành cái nguồn lợi này về phía mình. Tất nhiên là sau đó thì nó sẽ có nhiều cái bên họ xây đè những cái lớp lên. Thì đây là cái thứ mà giống thứ hai. Chúng ta có thể thấy là rất là nhiều bên bây giờ restaking, thì biết đâu sau này sẽ có một cái gọi là cái liquid restaking world, đúng không? Và một cái bên nào đó họ tham gia, họ xây một cái lớp đè lên trên để họ tận dụng cái nguồn yield này. Thì đó có thể là một cái điểm chúng ta thấy là khá là giống nhau, tức là nó bắt nguồn cốt lõi từ cái nhu cầu về lợi nhuận, về tài chính, về dòng tiền, về lợi tức. Thì đó là cái điểm giống nhau. Còn cái điểm khác nhau thì có thể chúng ta thấy là cái điểm khác nhau mà mình thấy đó là nó sẽ có nhiều cái yếu tố gọi là sticky về vốn hơn. Bởi vì chúng ta biết là những cái restaking này thường á, có thể là Symbiotic là họ sẽ có một cái cách tiếp cận mới. Nhiều anh em sẽ thấy là nó khác với Eigen, đó là họ cho restake những cái token khác, đúng không? Nó có là ví dụ như là mới đây thì họ thông báo hợp tác với Athena cho restake cái token là ENA và USDE. Thì có thể cái cách tiếp cận này nó sẽ là một cái cách tiếp cận mà mình nghĩ là nó chưa market fit lắm ở thời điểm hiện tại, vì cái limit thì nó chưa được fill đầy, tức là người dùng họ không stake đầy vào cái limit. Nhưng mà những cái mà ví dụ như là ETH chẳng hạn, những cái pool mà liên quan đến ETH thì chúng ta có thể thấy là cái limit nó được fill đầy một cách rất là nhanh. Thì đây là một cái mà gọi là chúng ta có thể nhìn ra được một cái nhu cầu của thị trường, đó là làm sao để giữ được những cái tài sản mà nó có cái độ ổn định về giá, nó có cái tiềm năng dài hạn như là Ethereum, nhưng mà họ vẫn có thể tái sử dụng được vào những cái mục đích khác nhau. Thì đây là cái câu chuyện mà nó sẽ khác khá là nhiều so với những cái worlds ở trong quá khứ. Stablecoin world thì chúng ta không nói rồi. Stablecoin world thì người dùng thì chỉ có đâu đó hưởng lợi về cái gọi là 1-2% chênh lệch về yield một năm thôi. Còn về bản chất thì cái stablecoin thì nó cũng không quá là biến động, nhưng mà chúng ta thấy là cái sự khác nhau về cái độ sticky á, tức là cái độ ổn định về vốn mà người dùng cần phải bỏ ra để khi mà tham gia vào những cái cuộc chiến này á, thì chúng ta thấy là restaking wars nó sẽ có một cái sự khác biệt như vậy. Và rõ ràng là chúng ta thấy là cái nhu cầu và cầm ETH và tái sử dụng ở trên những cái sản phẩm khác nhau thì đây là một cái cách tiếp cận mà mình nghĩ là nó khá là product market fit của những cái dự án restaking, và nó gọi là nó đánh vào một cái nhu cầu rất là thiết yếu. Thì đó có thể là một cái điểm khác của restaking world. Còn lại về những cái câu chuyện về sản phẩm, về hạ tầng thì mỗi cái sản phẩm nó sẽ đánh vào một cái phân khúc khác nhau rồi. Nó sẽ không còn là những cái phân khúc ở DApp nữa, mà nó là sâu ở dưới hạ tầng và những cái câu chuyện liên quan đến security, về bảo mật, an ninh, thì cái đó là chắc chắn là một cái điểm khác nhau rồi. Rồi thì thì góc nhìn của mình, một vài cái điểm mà mình thấy là có cái sự khác nhau giữa cái restaking world với lại những cái world trong quá khứ là như vậy. Và một vài cái điểm cũng cốt lõi và cũng khá là giống nhau. Yeah, một cái góc nhìn rất là hay đến từ
về cái câu chuyện mà restaking war ha. Thì như nãy mình có đề cập thì đối với lại những ai đã từng trải nghiệm, đích thân trải nghiệm hoặc là từng nghe đến cái những cái war trước đây thì chúng ta có thể biết là nếu mà chúng ta có thực sự để ý đến những cái case study này, chúng ta sẽ có thể có cơ hội kiếm được rất là nhiều lợi nhuận cũng như là nguồn yield khi mà chúng ta nắm bắt được những cái chiến lược mà những cái dự án đưa ra nhằm cạnh tranh thị phần kiểu như vậy. Ngắt lời tiến một xíu, tức là cũng phải đính chính với anh em là bên cạnh cái nguồn yield thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu thật là kỹ để hiểu rõ được cái bản chất và giảm thiểu được những cái rủi ro. Thì cái này là một cái yếu tố mà cũng vô cùng quan trọng song song với cái câu chuyện là chúng ta phải kiếm lợi nhuận, đúng không? Kiếm lợi nhuận nhưng mà chúng ta phải làm sao để giảm thiểu cái rủi ro nó xuống cái mức thấp nhất, và cái đó là hai cái việc mà chúng ta sẽ cần phải làm song song trong cái câu chuyện về cái restaking war này. Ok, rõ ràng thì cái câu chuyện liên quan tới restaking, liquid restaking, rồi câu chuyện liên quan tới những cái dự án mới như là Lido Finance hoặc là Symbiotic sẽ là những cái câu chuyện mà chúng ta sẽ còn nhắc lại, mình nghĩ chúng ta sẽ còn nhắc lại rất là nhiều lần trong cái khoảng thời gian tới khi mà những cái sản phẩm này bắt đầu trở nên ngày càng lớn hơn, rồi thu hút được nhiều cái capital vào những cái sản phẩm này hơn. Thì chúng ta sẽ cùng cho ngồi lại với nhau, có thể chúng ta sẽ ngồi lại với nhau trò chuyện về những cái chủ đề này thêm một vài lần nữa. Thì mình nghĩ rằng cái tập DeFi Discussion tuần này tới đây là cũng tương đối dài rồi. Rất là cảm ơn anh em đã nghe đến cuối tập podcast tuần này. Hy vọng là có cơ hội lại được tiếp tục ngồi lại đây trò chuyện với anh Nguyên và về những cái chủ đề thú vị trong thị trường DeFi trong những cái tập podcast tiếp theo. Rồi, ok. Thì cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian nghe đến hết những giây cuối cùng của podcast tuần này. Và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo anh em ha. Ok, chào anh em nhé.